Ngồi vô đó được không? Leo lên trên đầu chị ngồi nè. Mọi người sau này á, mọi người tìm là cái tuổi thanh xuân nó khó lắm. Đúng không? Tuổi thanh xuân dạo này không, sau này là tìm khó lắm. Biết sao khó không? Cái mùi nó khó chịu quá. Không phải. Ở cứng độ quá. Không, đây nè. Không có tuổi thanh xuân là chưa đâu. Ở đây nè, cà ghi ở đây nè, đừng có cãi. À, chưa có tuổi thanh xuân là chưa lâu rồi. Mọi người biết không? Tất cả các món, thật sự các thầy đã đi ăn nhiều món lắm á. Mà các thầy chưa thấy một qua món Nam. Nó đậm đà. Những cái món kia nó lượt lạc lắm. Chỉ có món người Việt Nam mình nhất là cá khô tộ á. Trời ơi, thịt khô tiêu. Đi nhà trẻ hay đâu vậy? Chú ơi, tụi con thấy chú đâu? Cái này bà nó ngon quá. À, ba con ba nói nhà hả? Ba có ngăn. Ôi. Mày đàn bà mày cười cái không có nết na tí xíu nào hết trơn. Cười giống như nó bị hãm vậy đó. Thơm ha, cái mùi nó thơm ha. Cái mùi nó thơm. Ok. Xuất sắc lắm á. Nhưng mà ăn không có gì mà ăn qua đậm đà với bằng bằng miếng ăn của Việt Nam chứ. Ăn không có đậm đà, miếng của các thị. Ai mà lấy bánh, chị lấy bánh. Khoan khoan. Thoại thoại. Đừng có thấy nha cha, cha mấy YouTube quay đừng có quay nha. Nha. Quay sao lộ cái. Quay là lộ cái dù cui ta đi cha. Khoan khoan, đem kêu người ta là đưa tiền xuống cho mẹ nè. Là con sẽ giải quyết được. Mẹ ngồi ở đây nè, giống ông Điện ông thần tài nè. Không chịu đưa. Không có khách nào mua dưới đây hết trơn á. Nhưng mà đã nói rồi, đã ngồi đây thì để cho khách ta đem tiền lại đây nè. Phần 3 phần hết 140. 140 của ai? Những người khách người ta ngồi đợi dưới đây nữa nè. Mấy phần? Khoan, hồi của chị mấy phần? 5 phần của cô. Rồi. Lấy 5 phần nữa. Dạ. Của chị này là đây nè. Năm phần của con này. 5 phần. Mấy phần? Em có 10.000 không? Có xoài chưa? Em thiếu xoài, con nói thiếu xoài lát con bổ sung sao đi. Thi sẽ đem phục vụ xoài. Mọi người thiếu đũa, các thi sẽ phục vụ đũa. Thiếu bao, các thi sẽ phục vụ bao. Các thi chỉ phục vụ trong phạm vi buôn bán của mình thôi. Còn ngoài lề là các thi sẽ không phục vụ được. Nhưng mà lại kêu bà đó đi ra ngoài phạm vi đó để lấy phần xoài vậy. Thì các thi không chịu, các thi mới nói với chị đó đó. Chị bán, chị đừng để người ta mua một hai phần bánh nào, mua một hai phần của chị, một hai phần mà chị bán
rồi chị đem cái việc đó đến khi người ta có sự sai khiến ngược lại với chị. Đừng làm như vậy. Mọi người biết không, mình á, mình đi ăn uống bất kể đâu cũng vậy đó. Mọi người biết bất kể mình đi đâu cũng vậy á, người ta khổ thì người ta mới đi làm, người ta nghèo người ta mới đi kiếm tiền. Còn như mình giàu rồi, mình để cho những người làm, mình làm, mình ngồi nhịp giò để mình lấy doanh thu thôi, đúng không? Cái điều đó đó thì mọi người phải lưu ý là gì nè, có nhiều trường hợp các Thi đi thấy đi làm từ thiện ở ngoài thì từ thiện, mà đến khi đi ăn á, sai khiến những người phục vụ á, không còn cái gì mà để tả. Trộn đều lên chị, trộn đều lên. Cái bao bao của chị nó còn trắng á. Thôi 40. Thôi 41. Mình đi ăn và mình biết đi làm từ thiện thì mình phải hiểu ra vậy nè. Phải giúp đỡ là những người đang có cái hoàn cảnh người ta thấp hơn mình tí xíu, thì mình phải có tấm lòng thương với người ta. Chứ thay vì mà mọi người cứ đi vô trong đó, các Thi hồi đó các Thi biết nè, kêu đi lấy giùm đứa đũa coi, làm gớt đũa. Chị đó gửi thiện nguyện đó là cảm ơn tôi. Ôi chị, cảm ơn nghe. Bà làm gớt đôi đũa phải không? Ở dưới bàn phải không? Thay vì những người khác á, để cho nhân viên lại lụm đũa, hoặc là đưa đôi đũa mới, các Thi không, các Thi lụm đôi đũa đó lên, các Thi chùi, các Thi ăn tiếp. Để làm gì? Đừng sai khiến người ta nhiều quá. Thí dụ mình bắt qua, mà các Thi có nhờ người ta nhờ theo cái kiểu mà nhỏ nhẹ lắm á. Em lấy giùm chị đôi đũa đi. Em giúp giùm chị đôi đũa, tại vì chị mới làm gớt, xin lỗi em nha. Mình làm như vậy á là mình đang tự mình tích phước á. Mình tự mình, mọi người biết không, khiêm tốn á là cái sự đáng được chinh phục với một những cái tấm lòng khác. Cái người khiêm tốn á lúc nào cũng được người ta thương mến á. Bây giờ mọi người thấy không, mọi việc mà mọi người làm, mọi người bước chân ra, mọi người làm việc bất kể đâu á, mà mọi người chịu bỏ cái tôi mình qua một bên là mọi người làm được à. Giống như em nè, mọi người thấy không, em hồi đó hả, trắng trẻo ha, trời ơi, tôi mà đi diễn một cái tôi đánh kem phúng tôi lên mà quần áo đi dính bệt kem luôn á. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ á, mình buôn bán rồi phải cho nó phù hợp với hoàn cảnh, buông ra lăn xả ra rồi buôn bán, lăn xả rồi mình buôn bán, tự động mình sẽ tìm được cái hay, cái đặc biệt trong cái hoàn cảnh mình đang có. Còn có nhiều người không muốn, muốn vừa làm vừa kiếm tiền vừa hưởng thụ. Hưởng thụ gì? Tiền chưa có mà hưởng thụ gì? Có nhiều người nói bà Thi bà bán quá trời bán, xong thấy bà mặc cái đầm ghiếp gì cho nó đẹp rồi đi bán. Không phải mọi người biết không, bây giờ bán mà mặc cái đầm ghiếp lên á, bán ai coi? Cái đó giống đi làm gái thì có bán gì, đúng không? Cảm ơn em. Ngồi đi ra chị, ngồi đi. Đợi gì á, để xoài á. Ngồi chơi đi. Mình cứ làm á, cứ làm kiếm tiền, mà mình đừng có nghĩ là đồng tiền mình nó sẽ hơn người ta đâu. Bây giờ có thật sự gì mọi người biết không, theo cái quy định nào, một mạng người mà lỡ mà gặp tai nạn gì thì sẽ quy định ra gần tỷ bạc, đúng không? Một mạng người gần tỷ phải không? Cứ như là cái quy định lỡ mà gây tai nạn gì đó thì theo cái mà trên chương trình bảo hiểm á là người ta sẽ quy đổi ra một tỷ, gần một tỷ á, nghe nói vậy á. Nhưng mà mọi người biết không, mất một mạng người đó quy định ra tỷ bạc, mọi người cầm tỷ bạc mọi người vui không? Sao vui được? Cho nên tiền bây giờ có hàng trăm tỷ cũng không đổi được một cái mạng người ta đâu, đúng không? Người kiếm được tiền chứ tiền mà làm gì kiếm được người, tiền làm gì kiếm được cái mạng người, đúng không? Anh chán đúng không? Hả?
nhất là mấy em nhỏ, mấy em mà mới lớn lớn nè. Thí dụ các thi năm nay các thi được 30 đi, thì mấy em nào mà các thi đang nói chuyện cho mấy em nào mà 25 tuổi nhỏ các thi á, các thi nói cho nghe, mình làm gì làm, mình từ từ mình dằn tâm lại, đừng có háo thắng. Lỡ háo thắng rồi đó, người ta nói là dục tốc thì bất đạt. Háo thắng rồi đó, nhanh lẹ rồi cuối cùng á không có hay. Người nào mà suy nghĩ lẹ là mấy người đó không có hay. Từ từ mà phát triển á, tự động người ta làm cái nào chết cái đó. Giống như mọi người thấy không, mấy cái mấy tòa nhà mấy chục tầng mấy trăm tầng á, người ta từ từ người ta xây lên mà người ta ra cái tòa nhà rất là chắc. Còn tòa nhà nào xây lẹ toàn là tòa nhà rồi bê tông đụng cái là rụng mẻ trơn, sập nhà nó không hay. Cho nên người ta xây từ từ mà nó chắc. Còn bây giờ mình có giới trẻ mình á, làm gì làm, mình khiêm tốn cái. Mấy em bây giờ mấy em thành công nhiều thứ á, mấy em thành công nhiều thứ lắm. Mấy em còn trẻ, mấy em được cái xã hội mở rộng nè. Mấy em đi học đủ thứ chuyện hết á, thấy không? Nào là học tiếng Anh, nào là học tiếng nước này nước kia, nào là đi du lịch đủ thứ nước. Nhưng mà ngược lại một cái á, gọi là cái nhẫn nhịn mấy em không có. Mấy em còn háo thắng á. Nó ai nói động cái là ai vừa nói đang làm mà ai mà đâu động cái không được tao rồi nha, nói thì không được nha, mai có chuyện liền à. Đúng không? Tức lắm. Đang làm mà ngược giống như với bà đàn bà mà nghe nè. Con mẹ đó nó xấu tao. Mai tao ghim à, mai tao lên tao kiếm chuyện đi, kiếm chuyện kia nói chuyện à, tao chửi à. Gặp đàn ông lỡ mà nó kênh kênh cái thằng này láo. Mày chết mày với tao. Ba em. Bởi vì cho nên á, cứ nhịn nhục đi, khiêm tốn lại, tự động mình sẽ tìm được cái thành công trong cái cuộc đời. Cái gì mọi người ơi, mọi người mình đừng có đưa, mình đứng xếp hàng, mình lấy ghế mình ngồi ở đây nè. Thiệt mà, lấy ghế đi. Áo trắng chứ áo nâu. Đó ngồi đó đi. Em phải ngồi mới định hình ra cái hàng. Sai rồi, đang sắp ghế sai rồi đó. Không. Ông nội. Lấy cái ghế sắp hàng ngang qua. Em ngồi đây. Ừ. Em áo trắng ngồi đây. Em áo nâu ngồi đây. Em áo đỏ ngồi đây. Rồi, em áo vàng ngồi đằng sau em áo này. Em áo cam. Áo màu xanh đột chuối. Xanh rêu. Hả? Màu hồng. Màu hồng nhạt. Hồng phấn. Màu trắng đồng chinh. Rồi em đi chung bàn em à. Rồi xa gời luôn đi, cho em ngồi bên đó đó. Ừ, em ngồi bên đó đi. Ừ. Rồi. Rồi anh cứ sắp cái ghế hàng đều đi. Rồi. Mọi người ơi, ai có bánh thì ngồi thụt lùi xuống giùm em tí xíu ha. Vô đây nè, đó ngồi cái đó. À, ngồi đằng sau anh nấu cam nè. Rồi gái áo hồng phải không? Ngồi cái đó giùm các thi không? Ừ. Ngồi đằng sau em áo trắng. Ừ. Mình có quyền mình ngồi ngoài chơi với bạn mà. Rồi cứ ngồi xếp hàng giùm cái thi. Hả? Ngồi trên đầu chị nè.